Chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật Bãi của em ha. Mọi người xem video thấy ưng ý món gì thì liên hệ số điện thoại của em để mua hàng ha, 0334 830 843, hoặc là mình kết nối với cái Zalo ha. Rồi mình xem video thì để theo dõi mấy cái video tiếp theo mình bấm vô cái chỗ đăng ký kênh ha, đăng ký kênh. Rồi hôm nay cái video là 36, giới thiệu mấy cái món đồ bình nước nè ha, rồi mấy cái nồi ha, mấy cái nồi cũng như đồ nhà bếp, đồ bình thủy nè, cái gà mên nè. Rồi đây là một cái ly, cái ca ha, cái ca bằng inox ha, inox Nhật. Đây nó có kích thước nè, cao cỡ 20 ha anh em, cái đáy nó là cỡ 10. Đây cái bình nó cỡ 10 nha anh em, đường kính đó rất là dày luôn. Đây là cái inox 304 của Nhật nè ha. Ở đây nó có để là Japan nè, Rubin Japan Stainless 18-10 Japan. Đây cái quai nó dày không? Dày 3 ly ha. Đây còn đây là cái 1 ly 2 nè nè, thép 1 ly 2 luôn ha. Đây nó hàng cái miệng rất là đẹp luôn, liền lạc ha, rất cứng. Đây rất là cứng. Đây có mã là 3610 ha, 300.000. Rồi tiếp theo cái gầm bên rất là lạ ha, gầm bên có hình con ngựa nè. Đây con ngựa và cái móng ngựa luôn ha. Đây thì nó bằng như bằng nhựa nha nè, bằng nhựa nha. Wow. Đấy thì bằng sắt ha. Đây là như là giả da nè ha. Không thấy cái tên nó là ở đâu hết nha. Này nó không có in tên nha nè. Đây có quai sắt. Quai này bằng sắt ha. Còn cái này bằng nhựa. Bên trong cũng bằng nhựa nè. Nó làm nhiều lớp. Dày ha. Ok, cái này nó có kích thước là đây đường kính nó cỡ 14 ha anh em. Chiều cao nó là 16. Ok, cái gầm bên hình con ngựa. Có mã là 3602, 400.000 nha. Rồi tiếp theo một cái vị nướng nha anh em. Cái vị nướng của Japan ha. Đây. Vị nướng này có thể bỏ lò nướng cũng được ha. À, nó bỏ lò nướng nè. Hoặc là nướng trên bếp ga cũng được nè. Cái này của Nhật luôn nha. Trong giấy này nó có để là Japan nè. Đây hiệu nó nè. Rồi cái vị nướng này có kích thước là 25 ha. 24 ha. 4.014 anh em. Rồi có mã là 3603, 200.000. Rồi tiếp theo cái gà mên ha. Đây một cái gà mên của đây là hàng xuất nha anh em, xuất cho thị trường Nhật ha. Nó đặt nhà máy tại Trung Quốc á. Cái thương hiệu này đa số là của Nhật hết. À đây là mã sản phẩm mã Nhật nè, mã vạch này của Nhật nè, 49. Rồi ok, nó có 1 ngăn 2 ngăn. Lúc nãy mình rửa nó còn nước nè. Đây bên trong còn sáng luôn ha. Trong nó bằng thép, lớp ngoài cũng thép, thép sơn ha. Nè chỗ này nó bong tí xíu nó sơn nè.
Đó. Đây là cái ngăn nè, còn là được ha. Đây có gòn nè, rồi nắp đậy ha, gọn lại cứng. Đây nó có kích thước là 16 thôi nè, 16 đường kính là 10 10.5. Cái gầm màu hồng này có mã là 3604 300.000. Rồi tiếp theo là một cái, đây là một cái nồi, cái nồi của Mỹ nha anh em, là Made in USA nè, Incao. Cái này là thương hiệu Incao. Đây stainless luôn, là thép thép không gỉ ha. Cái nồi này xài từ nha anh em, xài bếp từ cũng được nữa nè. Đây còn rất là đẹp luôn. Nồi này thì đã sử dụng rồi nha anh em, còn rất là ok, khoai còn cứng chắc ha. Đây. Tem Nhật nè. Đây thương hiệu này nè. Rồi cái kích thước của cái nồi này là rồi 27 nha anh em. À, chiều cao nó nè. Chiều cao từ miệng là 12 12. Rộng 27 ha. Rồi cái nồi này có giá là 750 ngàn. Mã 3605. Rồi tiếp theo là hai cái nồi ha. Cái bộ này là hai nồi nha anh em, đây một cái nồi hai quai với lại một cái quánh ha, cái nhỏ nhỏ cái quánh ha, đây là cái quánh ha. Đây hai cái nồi là này là chưa sử dụng ha. Đây nó nồi này nó của thương hiệu này nè, thương hiệu này của Nhật nha anh em, Yoruji. Đây bên trong đây nè, cá nó cũng dập chữ nó. À, cái nồi này, cái quánh này có kích thước là 18 ha, nó sâu 10. Rồi cái nồi đây, cái nồi có kích thước là 20, sâu 11 nha anh em. Rồi ok, hai cái nồi rất là đẹp, cái bộ này rất là đẹp, chưa sử dụng. Rồi cái bộ này là bộ cái quánh với cái nồi là có mã là 3606 giá 700 ngàn hai cái anh em. Đây. Rồi tiếp theo là một cái nồi à. Cái nồi này rất là nặng luôn. Cái nồi khá là dày, rất là nặng. Nồi này của Nhật nha anh em. Nó làm cái họa tiết hoa văn rất là đẹp. Này. Ốc đồng luôn ha, rất nặng luôn, nó nặng gần bằng cái nồi Mỹ vậy, cộng thêm cái nắp kính nha, nè, mới đi ra bằng
trên cái miệng nắp luôn. Rồi cái nồi này có mã là cái nồi của Nhật, để mình đo kích thước xem. À, nồi này mười chín thôi nè, chung lọt lòng nó là 18, cái lòng nó 18 nè. Rồi chiều cao là 9. Nồi này có mã, nồi Nhật có mã là 3607, 550 ngàn. Rồi tiếp theo cái bình nước, một cái bình nước bằng nhôm ha. Đây trên nắp nó có bình nước của Nhật ha, Tokyo nè, Fujimaru. Đây nó có trên nắp nó có một cái la bàn rất là độc đáo luôn. À, nó còn sử dụng được nha, la bàn nè. La bàn Nhật, tiếng Nhật luôn. Có đồng tay Nam Bắc và tiếng Nhật. Rồi cái nút bằng ha, nó bị mẻ rồi. Cái này qua thời gian lâu năm rồi. Đây. Bình nhôm nè. Qua bên trong thì còn ok, láng luôn. Bình nhôm bằng sơn ha, sơn tĩnh điện ha. Còn nước sơn vẫn còn ok. Chỉ có cái nút mẻ ha. Rồi cái dây thì nó bung ra nè anh em. Dưới mớp một vài chỗ. Dây này bung ra rồi. Anh em xài thì may lại hay sao đó. Đây. Đáng lẽ nó ráp lại dây nè, nó thành cái đồ đeo luôn mà nó bị bung rồi. Đây nó bung này, dấu bung rồi. Rồi mình bán cái bình này là 200 ngàn nha anh em, mã là 3608 08, 200 ngàn. Rồi tiếp theo một cái bình đựng nước đá nè, bình này chuyên là đựng nước đá. Đây đây nó là thương hiệu của đây, Demos. Demos là thương hiệu của Mỹ nha anh em. Một thương hiệu Mỹ có, nó đã xuất khẩu và có mặt tại hơn 115 quốc gia ha. Thương hiệu này rất là nổi tiếng luôn. Chuyên sản xuất các loại bình nước thể thao, bình nước chung đủ thể loại. Thương hiệu này thôi nha. Rồi cái này là nó đặt nhà máy tại Trung Quốc ha, Trung Quốc nó sản xuất nè. Giờ xuất cái này qua thị trường, cái này là của thị trường Nhật. Đây cái bình này có mã là 1009, có nghĩa là 1 lít 9 nha anh em. Thể tích nó là 1 lít 9. Đây. Trông còn rất là đẹp luôn. Chuyên để giữ nước đá trong ngày để uống ha. Rất là tiện lợi luôn. Bình này rất là cần thiết. Chúng anh em làm công việc ngoài trời á, thì rất là cần một cái bình như vậy. Đây, có cái nút này để vặn ra và chế nước rất là tiện luôn. Đây, cao su còn rất đẹp luôn. Khóa lại nha anh em. Rồi cái bình này nó có kích thước là 28 ha. Chiều cao nó là 28 nè. Chiều ngang khoảng 16. Rồi ok, cái bình mình đựng nước đá có mã 3609, 400 ngàn nha nè. Rồi cuối cùng là cái bình thủy ha. Bình thủy của Nhật nha. Đây thương hiệu là Everway. Thương hiệu này chuyên sản xuất mấy nồi niêu, chén bếp, đồ bếp ha. Đây. Nè. Tiếng Nhật luôn ha, nó dập lên đây. Đây là cái lỗ để mình chế nước ra nè. Khi mà chế nước nó sẽ ra lỗ này nè. Nên anh em mà đậy bình là phải quay cái lỗ này lại. Lên đằng trước cái mỏ. Đó, đậy xuống. Đó. Cái này á, cái này anh em có thể tăng giảm cái gon nè để cho nó cứng hoặc là nó nhả nhẹ ra nữa ha. Mình xếp vô là cái gon nó sẽ cứng, đẩy xuống nó sẽ cứng.
rồi nhả nhẹ cho nó vừa thôi là ok. Đây bình hỷ nha, còn nguyên hỷ nha, đã test nước sôi ok rồi này, về đã test rồi thử qua ngày ha, qua đêm ha. Này nó tự động nha anh em, đậy lại là đóng rồi. Mình chế thì mình bật lên nhìn nè, bằng dây chế nè là nó ra nước nha, bỏ dây chế không ra, bấm xuống dây chế ra đó, bung dây là nó nước nó ra nè, còn đậy nắp này xuống nó sẽ đèn không dây nó đóng. Rồi cái bình này có dung tích là 1,9 lít nha nè, đây 1,9 lít nè, bình thủy ha, nó có chân đế xoay luôn nè, để bàn mình xoay xoay rất là tiện, còn rất là đẹp. Vỏ này bằng nhựa ha, nhựa chống nóng ra ha. Đây là bình thủy có mã là 3610, giá 600 ngàn. Ok rồi, rồi xin chào anh em, hẹn anh em trong các video tiếp theo. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh ha.